đầu tiên mọi người lấy chú xong bọn đập xong rồi mọi người. Chúng mình là gia đình nhà Xoài, mình là Trang Lu, mình là Sơn, còn đây là Xoài phải 5 tuổi. Em của mình tên là gì hả Xoài? Dưa 4 tháng. Rất ngon. Đầu tiên mọi người lấy chú xong bọn đập xong rồi mọi người. Rồi xong rồi cho hai ngón tay vào rồi bẻ ra. Rơi ra áo luôn. Xong rồi mọi người. Chỉ biên tập cắt giúp Xoài đoạn này nhá. Yes. Phải đi vào trong lần đầu tiên lại lời chuyện xong rồi. Ôi một chữ không bị vỡ à? Đúng. Một chữ không bị vỡ. Chính xác. Quả trứng này không bị vỡ nha. Một điểm. Quẩn xem quẩn, trứng này không bị vỡ luôn. Rồi bây giờ xanh, đánh trứng lên. Bọn này mình cần vỡ à? Đúng, mình đánh vỡ ra để cho nó đều vào nhau. Bây giờ gấp đũa, ăn luôn à? Bây giờ gấp đũa, ăn luôn à? Bây giờ đũa này. Rồi. Con cứ để lên bàn đi. Đến rồi, bước okay. Ở sao bếp được nhá. Ăn chưa? Mình phải cho dầu ăn đã. Đến bước ở bếp ít thôi nha bố nhá. Thì okay. Sẽ có bố hỗ trợ cho Xoài. Bây giờ phải đợi nhá. Chưa, không phải đợi. Được chưa, đợi chưa? Chưa con ơi, đi. Đi dạo bộ bố làm nhá. Không bố dạy không biết. Bố làm nhá. Không bố dạy không biết. Bố ơi, chuẩn bị ăn thôi. Bố, xong rồi. Bây giờ mình mở cái này ra xong rồi mình đợi vào đây xong rồi lấy cái này mình làm như này. Sao con biết? Đúng mà, xoay vợ chúng như nào? Đấy nhá, mình đập vào đây xong rồi con tách làm đôi ra nhá. Đấy. Ui lòi. Mình đầy tay rồi. Từ. Nó bị có vỏ trứng thôi, ở dưới này. Thôi. Ngô tài ba. Để lửa nhỏ đi nhá. Lửa nhỏ mà. Ừ. Xoài làm ngon quá, hôm nay phải làm tiếp à? Rồi, em uống nhá. Uống xong rồi đau bụng nha. Bố chưa làm cái này bao giờ nên bố chưa mệt. Tại sao? Thế làm rồi là mệt à? Đâu, Xoài với mẹ làm rồi nên Xoài với mẹ hơi mệt. Còn bố chưa làm nên bố cũng như mệt. Bố ăn như thế được rồi mà. Như này á, nhưng mà bố thấy không đẹp. Không thấy đẹp. Bố thích nó phải phồng như này cơ. Chọc bông ngon mà. Mẹ lông về chưa? Bố không được lèo nhau nhá. Gì? Bố không được lèo nhau nhá. Ai lèo nhau? Bố không được lèo nhau nhá. Ở nhà chỉ có Xoài lèo nhau thôi. Xin mời mọi người. Xin mời mọi người. Sao của mày đầy tương ớt hơn bố? Mẹ cho vào đấy. Thích ăn tương ớt. Nhưng ăn bị cay quá gì nào? Thì ngon lắm. Món bát Xoài nó ngon quá. Xoài làm càng ngày càng ngon lên à? Mẹ kẹp vào xem. Nice. Và thử kẹp nhá.
Lẹp 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 lẹp. Ngon lắm. Nhưng mà không ăn cà chua. Sao cho bố cà chua nhé, sao không ăn cà chua. Ừ, rồi. Ok, bố xin. Wonderful. Ngon lắm. Mấy điểm? Ăn không đưa chân lên bàn đâu, kinh lắm. Nghỉ dịch ở nhà, ăn nhiều hơn hẳn. Delicious. Đón xem tập 2 ở nhà vui mà phát sóng vào lúc 20:25 ngày 3 tháng 9 năm 2021 trên kênh HTV7. Này bạn ơi, đừng vội rời đi, hãy ấn subscribe ở phía bên trái và xem thêm 2 video thú vị ở phía bên phải nhé.